À rồi, Huy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác về những dòng dây loa, dây tín hiệu của lọt Dot và Chamberlain để tất cả các bác cùng tham khảo và lựa chọn những dòng sản phẩm chất lượng cao cấp cho cái hệ thống âm thanh high end nhà mình nhá. Rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm một để cho tất cả các bác cùng tham khảo nha. Giờ em sẽ đi từ thấp lên cao. Đây, trước tiên thì em sẽ giới thiệu các bác về cái cặp dây tín hiệu Chamberlain. Đây em sẽ quay cho các bác xem này. Thì cái thòng này của nó chính là dòng dây tín hiệu Chamberlain. Đấy, nó là dòng Music Link Ultra nha. Các bác nhìn ra. Đây là nó là dòng đời gần như là thấp nhất của hãng rồi. Đấy, nhưng cái chất lượng âm thanh của nó thì qua 5 tháng không hề suy giảm, không hề thay đổi một chút nào. Tiếng cực kỳ hay, rất là chất lượng nha. Đấy, các bác nhìn ra. Đó, đây chính là cục lọc nhiễu của nó này. Tên thương hiệu này, Chamberlain Music Link Ultra. Đấy, các bác nhìn chưa? Còn cái mặt đằng sau này của nó thì nó sẽ là cái series và cái mã số của nó này. Đây. Đấy. Mặt đằng sau này của nó này, đây các bác nhìn nào. Đấy, mặt đằng sau này của nó thì nó sẽ là cái mã số của nó nha. Mặt đằng sau này thì nó là cái mã số của nó này, 35885MM này. Đấy. Dây này thì thực ra thì nó cũng là dây đã qua sử dụng ở bên nước ngoài rồi và bên em thì cũng đấu giá về được những cái dòng dây chất lượng như thế này để cho tất cả các bác cùng tham khảo đó. À, dây thì nguyên bản và chiều dài của nó là 1,5m nha các bác. 1,5m cái cặp này. Dây cặp này là 1,5m nha. Đầu rắc của nó đây này. Em sẽ quay cho các bác xem cái đầu rắc của nó còn rất là đẹp nha. Bốn đầu rắc của nó đều là rắc nguyên zin nguyên bản chính hãng mà bên em về nhá. Các bác nhìn ra. Chân rắc của nó này các bác nhìn ra, chân rắc của nó này cực kỳ là dày dặn này, rất là chất lượng. Thì nó sẽ phân biệt cho các bác này, đỏ và xanh để phân biệt âm dương cho tất cả các bác nha. Đấy, các bác lưu ý giúp em. Cặp này dài 1,5m. Thì giá của dòng này thì cũng khá là nhiều shop bán, thì cũng có lời bán 6 triệu, 7 triệu. Đấy, cũng có lời thì bán, thì đa số thì cũng có nhiều bác là bán 6 triệu. Còn bên em thì cái mức giá cũng khá là tốt thôi. Đấy, chỉ có 5 triệu 500 ngàn. Đấy, cái thứ nhất là những cái dòng sản phẩm này bên em về, một là bên em tự đấu giá không qua trung gian nên là cái chất lượng đấy, cũng như cái giá thành của nó mà mang lại cho tất cả các bác nó cực kỳ là tốt, giá thành cực kỳ là tuyệt vời nha. Đấy, các bác nhìn ra đó, rất là chất lượng này. Đấy, các bác nhìn ra cực kỳ là đẹp, dài 1,5m nha. Rồi thì bên cạnh các bác đây bên cạnh các bác đây thì cái dòng này thì nó sẽ là cái dòng dây tín hiệu, nó cũng là dòng Chamberlain nhưng mà dòng này thì nó là dòng đời cao hơn nha. Đấy, đây cũng là một trong những phân khúc tầm trung của hãng này. Đấy, nó là dòng dây tín hiệu Chamberlain Music Link Ultra nha. Đấy, còn dòng kia thì nó là dòng đời thấp. Đấy, đây các bác nhìn này, dòng này thì nó sẽ là dòng Ultra đời cao hơn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đây. Đấy, thì trên tay em đang cầm đây chính là cái cặp dây đây các bác nhìn này. Chamberlain Copper này. Đấy, Music Link này, Ultra. Đấy, mã số của nó thì nó đều ở trên cục lọc nhiễu như thế này nha các bác. Các bác nhìn ra. Dây thì còn rất là đẹp, các bác nhìn ra. Đấy, cái đây là cái tem đồng của nó này. Tem này tem gợp chìm của nó nha. Và dòng này thì các bác lấy về thì các bác cắm làm sao cho nó đúng cái điều hướng mũi tên này. Trên cục lọc nó sẽ có điều hướng mũi tên như thế này để các bác cắm rút cho nó đúng nha. Dây này thì cũng là dài 1,5m thôi, dây rất là đẹp. Đấy, cặp này thì bên em đang có mức giá cực kỳ là tốt cho tất cả các bác nha. Đấy, giá của cặp này thì nó chỉ dao động là 10 triệu cho một cặp dây tín hiệu Ultra này nha. Các bác nhìn, tất cả các đầu rắc mà bên em về ấy, nó cực kỳ là đẹp đấy các bác nhìn này. Đấy, đầu rắc của nó đây. Đấy, đầu rắc này rất là đẹp, cực kỳ là chất lượng nha. Dòng này thì nó là dòng đời cao rồi. Đấy, giá là 10 triệu cho một cặp dây tín hiệu Chamberlain Music Link. Đấy, nếu mà bác nào mà đang phối ghép những cái dàn tầm trung thì các bác có thể chơi những cái dòng dây tín hiệu của Chamberlain như thế này. Đấy, cái chất âm nó cải thiện cũng rất là tốt này. Đấy, bát sâu, trung âm thì nó có độ chi tiết. Các bác nghe cái tiếng ca sĩ nó rất là tách bạch nha. Đấy, bát nó rất là mềm mại mà tiếng chép thì nó có độ trong. Các bác nghe nó rất là hay. Đặc biệt thì những bác nào mà thích nghe những cái dòng nhạc vàng ấy, hay là những dòng nhạc bolero, hay là những dòng nhạc trữ tình, các bác có thể phối ghép những cái dòng dây tín hiệu của Chamberlain Music Link Ultra như thế này nha. Tiếng nó ra rất là chi tiết cho tất cả các bác. Đấy, giá thì nó chỉ có dao động là 10 triệu thôi. Đấy, 10 triệu đồng một cặp dây tín hiệu như này, quá tuyệt vời rồi. Rồi thì kế đến thì hôm nay em về thêm được một cặp dây ba lăng. Đấy, dòng này nó là dòng dây ba lăng lọt Dot Himdall 2 này. Các bác nhìn ra.
Đấy, 3 lăng lọt đốt him đầu 2 này. Đấy, hàng thì cặp này thì đa số những dòng lọt đốt này thì nó đều là hàng đã qua sử dụng rồi. Đấy, nên là chất lượng và cái giá thành của nó thì em về nó cũng rất là tốt thôi. Đấy, các bác nhìn đây. Đấy, hàng đầy đủ hộp full box như này cho tất cả các bác nha. À, cặp này thì nó có chiều dài là 1m và là hàng nguyên bản nguyên zin nha. Đấy, dây này là dây nguyên zin bên em về. Giá cặp này thì nó vẫn là 11 triệu 500 ngàn cho tất cả các bác. Đấy, chữ thì trên tem dây là các bác nhìn nha. Đó, lọt đót này, made in Vietnam. Đó, cặp này thì nó là dòng đời cao rồi. À, các bác nhìn nha. Đó, 0829i mã sản phẩm của nó thì đều ở in ở trên cái cục trên cái đầu tem co như này nha. Đấy, thân dây của nó là các bác nhìn. Đem quay cái thân dây của nó quá mới luôn. Cực kỳ là mới các bác nhìn nào. Đấy, thân dây của nó thì gần như là không có một vết chảy xước rồi này. Các bác nhìn nào. Quá đẹp cho một cặp dây ba lăng. Đầu rắc thì đa số của cái thằng lò lưu trích này ấy, thì nó lại sử dụng cái đa số thì cái dòng lọt đót này thì nó đều sử dụng cái rắc ca lông của lưu trích là nhiều nha các bác. Đây các bác nhìn nha. Đấy, sử dụng rất là nhiều. Đó, các bác nhìn nha. Đấy, cực kỳ là đẹp nha. À, dài 1m thôi. Đấy, giá rất là tốt nha. À, chân rắc của nó đây. À, đầu rắc của nó đây. 11 triệu 500 ngàn cho một cặp dây ba lăng lọt đót him đồ 2. Đấy, dài 1m nha các bác. Hàng full hộp như này cho tất cả bác này. Những cái dòng lọt đót này đa số em về thì nó hàng full hộp thôi. Đấy. Rồi, kế đến thì bây giờ em sẽ quay các bác về cái cặp dây tín hiệu của Chamberlain đây. Đây chính là một cặp dây tín hiệu của Chamberlain, nó là dòng Referent này, các bác nhìn đây. Đấy, Chamberlain Referent này. Đấy, hàng còn tem của hãng này. Đấy, các bác nhìn đây. Hàng chính hãng 100% cho các bác chơi. Đấy, các bác nhìn đây. Đấy, em vừa cui ra các bác xem. Cặp này thì ngày trước là em về được một cặp rồi thì em bán cho các bác rồi, nhưng mà đợt này em lại về thêm được cặp nữa. Đây, đây chính là cái tablo của hãng thôi nha. Đây nó chỉ là cái sợi, đây là chỉ là cái tablo thôi chứ nó không có gì đâu nha các bác. Này, quan trọng là cái cặp dây của nó bên trong đây. Đấy, thì đây nó chính là một cặp dây tín hiệu Chamberlain Referent. Đấy, dòng này thì nó là dòng đời cao. Đấy, dòng này thì nó là dòng đời cao nha các bác. Đây các bác nhìn nè. Đấy, Chamberlain Referent này. Đấy, M2 nha các bác. Đây. Đấy, dòng này thì nó đời cao hơn hai cái cặp kia của quay. Đấy, các bác nhìn nè. Đó, nó mã sản phẩm của nó này các bác nhìn nè. Đấy, 6803 M2. Tất cả dây thì đều đi theo điều hướng mũi tên một chiều như thế này nha. Cặp này thì dài 1,5m và giá cặp này thì em đang bán các bác mức giá cũng khá là tốt thôi. Đấy, 26 triệu cho một cặp dây tín hiệu Chamberlain Referent M2 như thế này. Đấy, bác nào mà đang thích tiếng bát sâu, tiếng bát tròn như trái banh thì bác thì chơi những dòng dây tín hiệu Chamberlain như thế này nha. Dây thì em về thì tất cả đều là hàng nguyên zin như thế này này, các bác nhìn nha. Đa số thì nó đều là hàng đã qua sử dụng rồi. Đấy, nên là cái chất lượng âm thanh của nó thì nó vẫn còn rất là ok. Và cái giá thành, cái đặc biệt ấy là cái giá thành của nó rất là tốt cho tất cả các bác. Bởi vì khi mà các bác mua một cặp dây tín hiệu Chamberlain là hàng mới như thế này thì cái giá của nó thì nó dao động, nó rơi khoảng tầm trên 30, gần 40 triệu một cặp. Gần 40 triệu mà giá là đã chiết khấu rồi nha. Đấy, còn một cặp mà hàng lướt như thế này thì các bác mua ấy nó chỉ có mức giá là 26 triệu thôi. Mà chất lượng âm thanh không hề thay đổi. Mà dây thì còn rất là đẹp như thế này. Đấy. Hàng thì nó vẫn còn full hộp cho tất cả các bác. Và bác nào đang có nhu cầu thì có thể alo em nhé. Dài 1,5m cặp dây tín hiệu Chamberlain Referent M2. Đó. Rồi. Kế đến thì em sẽ quay các bác về cái cặp dây loa. Đây, cặp này thì bán rất là nhiều cho các bác rồi đây này. Đấy. Thì trước mặt tất cả các bác đây thì nó chính là cái cặp dây loa Chamberlain Music Way Referent nha. Bởi vì cái dòng Music Way này thì nó sẽ có thằng Ultra nữa. Ultra thì nó sẽ là dòng đời thấp hơn so với dòng Referent. Riêng của cái hãng lọt đót như này. À thì em xin lỗi, riêng cái hãng Chamberlain như này thì các bác cứ riêng dòng là Ultra thì bao giờ nó cũng sẽ thấp hơn là dòng Referent. Bất cứ một dòng nào cũng vậy nha. Bất cứ một đời nào của dòng Chamberlain nó cũng lại vậy. Đấy, Ultra bao giờ nó cũng sẽ thấp hơn. Đấy, cặp này thì em về nó là cặp Chamberlain Referent. Đấy, là dòng này của nó thì dài 3m một cặp. Đấy, 3m nha.
dây còn rất là đẹp. Đây em sẽ quay các bác xem này. Đây, cái thân dây của nó đây, thân dây còn rất là đẹp đây. Đấy. Chủ yếu em quay các bác xem ấy là những cái đầu rắc của nó. Đây, những cái đầu rắc của nó này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, rắc của nó đây. Đấy, còn cực kỳ là đẹp, là rất là sáng, rất là bóng như này đây. Đấy, rắc nguyên bản của nó về như này nha. Các bác nhìn chưa? Đấy, lõi dây của nó này. Này. Thằng này là lõi là 6.0 ly. Đấy, rất chất lượng này. Đó, các bác nhìn chưa? Đấy, cặp dây loa Chamberlain như này thì giá đang bán các bác mức giá là 28 triệu cho một cặp dây loa Chamberlain nha. Cặp này dài 3 mét một vế. Đấy, để em sẽ quay các bác xem về cái cục lọc của nó đây. À, đây chính là cái cục lọc của nó này. Thì chủ yếu là quan trọng là cái cục lọc của nó không bị chảy xước. Đấy, các bác nhìn chưa? Đấy, cục lọc của nó còn rất là đẹp như này, các bác nhìn chưa? Đó, gần như là nó không có vết chảy xước nào. Đấy, cái tem này của nó thì thực ra thì nó cũng đã qua sử dụng 5 tháng rồi, nên là tem nó cũng mờ, cũng bay đi. Thì các bác nhìn đây. Đấy, Chamberlain này, Copper này. Đó, nó là dòng Music Way này. Mã sản phẩm này 0513. Đấy, dòng này là dòng Rare Faden này, các bác nhìn nè. Đó, nó là dòng Rare Faden này. Đấy, nó hơi mờ một chút nên là các bác cũng thông cảm nha. Đấy, giá cặp này là 28 triệu. Đấy, các bác nhìn ra. Đấy, cục lọc nhiễu của nó đây. Đấy, đầu càng cua còn rất là đẹp. Đây các bác nhìn này, đầu càng cua đầu đằng này nha. Em quay các bác xem nha. Đây, đầu càng cua của nó này. Đây các bác nhìn này, cực kỳ là đẹp luôn này. Đấy, quan trọng thì những cái dập dây loa Chamberlain đấy, quan trọng một là cái đầu rắc, hai là cái cục lọc thôi. Còn thân dây thì thực ra nó chả có ảnh hưởng gì đâu các bác. Đấy, rất là đẹp nha. Đó, 3 mét một cặp này, 28 triệu. Bác nào mà lấy đồng bộ được thì có thể alo cho em nhé. Đấy, hôm này thì em cũng không có nhiều đâu, thi thoảng mới về được thôi. Rồi, thì ngày hôm nay em cũng tranh thủ